lại nữa thiện hiện làm sao đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa ở trong tất cả pháp vô tướng vô giác vô đắc vô ảnh vô tác có thể viên mãn tinh tấn ba la mật đa này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, có thể dùng tâm vô lậu lìa tướng mà tu tinh tấn. Đại Bồ Tát ấy thành tựu tinh tấn, thân tâm dõng mãnh, do đó có thể nhập vào và an trụ trọn vẹn trong sơ thiền, có thể nhập vào và an trụ trọn vẹn trong đệ nhị, đệ tam và đệ tứ thiền, nương vào đệ tứ thiền phát khởi vô lượng phép thần thông biến hiện, cho đến dùng tay nắm lấy nhật nguyệt xoay vòng tự tại chẳng cho là khó vì thành tựu tinh tấn thân rõ mãnh nên dùng sức thần thông trong khoảng giây lát có thể đến vô lượng trăm ngàn thế giới chư phật ở phương khác lại dùng các thứ thức ăn uống y phục đồ nằm thuốc thang hương hoa phan cái đèn đuốc chân bảo kỹ nhạc thượng rượu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen chư phật thế tôn do thiện căn này quả báo vô tận cho đến dần dần chứng tắc quả vị giác ngộ cao tột do thiện căn này đắc bồ đề rồi lại vì vô lượng trời người a tố lạc vân vân trong thế gian dùng vô lượng các thứ đồ ăn uống y phục đồ nằm thuốc thang hương hoa phan cái đèn đuốc chân bảo kỹ nhạc thượng diệu cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen do thiện căn này sau khi nhập niết bàn xá lợi và các đệ tử vẫn được vô lượng trời người a tố lạc vân vân trong thế gian cung kính cúng dường tôn trọng ngợi khen Đại Bồ Tát ấy lại dùng thần lực có thể đến vô lượng trăm ngàn thế giới chư Phật ở phương khác, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh Pháp, nghe rồi thọ trì, chẳng bao giờ quên mất, cho đến khi chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột. Đại Bồ Tát ấy lại dùng thần lực thành thục hữu tình, nghiêm tịnh cõi Phật, tinh cần tu học trí nhất thiết tướng. Trí nhất thiết tướng được viên mãn rồi, chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, chuyển Pháp luân màu nhiệm, độ vô lượng chúng sanh. Này thiện hiện, như vậy Đại Bồ Tát ấy tu hành bát nhã ba la mật đa vì thành tựu tinh tấn thân dõng mãnh nên có thể khiến cho tinh tấn ba la mật đa mau được viên mãn. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát tu hành bát nhã ba la mật đa vì thành tựu tinh tấn tâm dõng mãnh nên có thể khiến tinh tấn ba la mật đa mau được viên mãn này thiện hiện đại Bồ Tát ấy tu hành Bát Nhã Ba La mật đa vì thành tựu tinh tấn tâm rõ mãnh nên có thể mau viên mãn đạo vô lậu của chư thánh và đạo tri sở nhiếp là tinh tấn Ba La mật đa do đó có thể khiến cho tất cả nghiệp thân ngữ ý bất thiện không có chỗ dung chứa để phát khởi. Đại Bồ Tát ấy chẳng bao giờ thủ trước sắc hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, cũng chẳng thủ trước thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã